Bây giờ mình sẽ test thử trải nghiệm tất cả những con toilet và unit mới ở trong cái update cập nhật 71 part 1 nha. Red Laser Cameraman đúng không? Ok, khá là xịn. Mình đã có được Red Laser Cameraman. Và mình có Dual Cargo Toilet Boss này. Con này sẽ ở Endless vòng 50 hay vòng 30 thì phải. Thì mình sẽ vào thử, test thử. Nói chung mình sẽ trải nghiệm tất cả các toilet mới và con unit mới. Còn mình có Octo Rocket Sur Toilet này thì ở Nightmare Wave 50 thì phải. Yeah, từ sau thì mình sẽ trải nghiệm tất cả nha. Và nếu muốn sở hữu cái unit mới Red Laser Cameraman, hãy vào shop hnxdrumong.vn để ủng hộ mình nha. Giờ đi mẹ chiến nào, mình sẽ chọn cái map kia đi. Và ngoài ra có cả marketplace nữa ấy, thì người đã có đăng một video gọi là trải nghiệm cái marketplace rồi, khá thú vị. Ok, level 1 của Red Laser Cameraman đặt đâu nhỉ? Chúng ta có level 1 Red Laser Cameraman 400 đêm. Và mình có cả phiên bản này nữa đây. Hai phiên bản này là có vẻ như là kiểu anh em với nhau ấy, nó y hệt nhau và sát thương của nó cũng khá giống nhau. DPS con này nó cao hơn 18.000, con này 14.000 thôi. Cả hai đều là Red Laser. Chúng khá là hay. Từ cái level 1 là 400, còn level 1 Red Laser thì 200, nhưng mà nó hồi chiêu nhanh hơn. Nói chung là DPS thì level 1 bằng nhau. Lên level 2 phát nhá. Ok, có nghĩa là level 2 thì Last Laser đắt tiền hơn, nhưng cần nhiều tiền nâng cấp hơn, 800, 0.4 và 0.7550, 0.25. Well, trông cũng không khác gì mấy. Nói chung là nâng cấp lên tổng thể thì Red Laser rẻ hơn và đam to hơn. Đúng không? Nâng cấp có 18.000, có 18 này. Còn đây là 5.000 nữa. What the heck? Sao đắt vậy? Nâng cấp tiếp đây. Ok, cấp tiếp nha. Max rồi. Max rồi. Còn để level max thì là Red Laser cần 7.000. What the hell? Cả hai level 4 này thì Last Laser tầm nó to hơn nhiều. Và range 50, cooldown 0.1. Còn đây là 1.005, range có 30 thôi, cooldown 0.2. Ok, level max thì chúng ta có hai khác biệt hoàn toàn luôn. Red Laser thì hồi chiêu chậm hơn, còn Last Laser thì hồi chiêu nhanh hơn nhưng mà đam ít hơn, tùy những chiến thuật khác nhau. Nhưng mà mình thấy thì nói chung là tổng thể thì Red Laser là khỏe hơn nhiều. Thấy là cũng xem nhau, nhưng mà nếu về tổng thể thì chọn Red Laser là ngon hơn, bởi vì là đam DPS tổng thể thì cao hơn. Thì game có nhiều cái unit khá là xem nhau ấy. Mình thì thích là kiểu DPS cao hơn ấy, nên mà chọn là Red Laser. Con này nó sẽ tầm rất là rộng này. Tầm hơn 10 đúng không? 10 cơ, hơn hẳn 10 luôn. Nói chung là lựa chọn unit nào thì tùy vào chiến thuật của từng người. Và giờ nào, cái đống tiền rồi, mình đã đặt một đống laser ở đây đi. Bởi vì ở chỗ này, nếu mà đặt đây thì có như tầm nó chưa đến cái chỗ này. Nhưng mà thực ra để đây thì hợp lý nhất. Đặt chỗ này đi, đặt đây. Rồi, ok. Bán luôn Last Laser lên, Last Laser đem không to bằng lên. Mình sẽ tất cả bằng Red Laser. Tất cả có thể làm cả ngoài việc bán Santa đi vậy. Wave 43 rồi, mới wave 43 thôi. 13 phút à. Anyway, bán tất cả đi. Và thay thế bằng Red Laser Max Level. Và giờ mình sẽ ngồi và mua võ. Nhờ Wave 50 Nightmare rồi. Sẽ có con toilet mới xuất hiện ra ở đâu đó quanh đây. Come on, where are you? Come here. Ở đây, Octo Rocket Soldier Toilet, 1 triệu máu, 4 quả tên lửa mỗi bên này. Uầy, nó sẽ phóng tên lửa ra. Uầy, phóng liên tiếp luôn ấy. Nã vào Cubit Camera. Cay, thực sự đau đớn quá. Tội nghiệp. Đó, nó bắn liên tục kìa. Rồi, nhưng mà có vẻ như máu tụt khá nhanh. Yes sir, chưa sao mà vượt qua được. Đấy. Và ok, đơn giản. Giờ chỉ còn mỗi một con gọi là cargo container, cái gì quái gì cargo toilet nữa ở trong Endless thì phải. Yeah, nếu không nhầm thì mình sẽ vào đấy và thử luôn nha. Billie Jean, let's go. Và anh giờ mình đang ở trong Endless đây, nhưng mà mình không chắc là wave bao nhiêu có cargo, dual cargo toilet boss. Nếu mình không nhầm là wave 30 nhưng mà không có cơ, hay là mình lỡ rồi ta. Mình không rõ, mình không để ý. Lúc đấy đang AFK đấy là mình không để ý. Nhưng mà nếu mình không nhầm là mình đợi đến wave 50 nhá, để xem. Hoặc có thể là wave 70 đấy. Nói chung là team của mình không chắc đến được wave bao nhiêu, mà mình nghĩ là wave 70 là ổn. Team mình chắc đến wave 70 được. Nhưng mà mình đặt 80-90 thì chắc là khó, bởi vì là team này mình không chắc lắm. Nhưng mà mình không chắc là có tìm được con cargo toilet không. Mình sẽ đợi đến wave 50 để quay trở lại xem như nào. Wave 49 chắc hẳn sẽ có cargo, dual cargo toilet boss ở wave 50. Mong là vậy, mình không biết. Mình không biết vòng bao nhiêu. Come on, come on, boss ơi, ra đây nào. Okay, Flamethrower, ok, yếu xìu. Đây không phải đối thủ của mình. Đâu rồi anh rơi, đâu rồi, sao lắm sao vậy. Toàn những con phèn này. Ở đây rồi, không phải, what?
is not your cargo toilet? What is this? What the heck is this? Ê, hình như có vấn đề gì rồi. Không biết là wave bao nhiêu ta. Không biết là wave sau nữa hay là wave trước. À, chúng ta có thanh niên này đây. Thanh niên Octo Rocket Soldier đây. Ok, wave 52. Lạ quá trời luôn. Rồi. Chơi 30, 40 phút rồi. Wave 60 nào. Mình muốn xem wave 60 như nào. Mình nếu mà không được wave 60 mà không có dual cargo thì mình cũng rất thất vọng đấy. Chắc là mình không biết bao giờ mới có nữa. Mình cũng sẽ đi không thì bằng không. Sẽ boss là gì đâu. Mỗi 10 wave sẽ có boss thì phải, nếu không nhầm. Come on. Ở đâu rồi? Ủa? Frost Skeleton. What? Nhưng mà cái thằng đua cargo đâu nhỉ? Cái thằng đua cargo đâu nhỉ? Ôi trốn đâu rồi? Frost Skeleton. Ây da, không biết là wave bao nhiêu nữa để mình xem lại phát. À, vậy là wave Wave 80 nó mới sinh ra cơ. Lâu vãi trưởng. Không biết có trụ được cái wave 80 không. Team này mình chơi kiểu mình không để ý. Mình nghĩ thì wave 60, wave 30, 50 cơ. Nên mình cho team này mình cũng không nghĩ nhiều về kiểu leo rank các kiểu ấy. Nhưng hóa ra phải đến tới wave 80 mới có. This is not good. Đến được wave 70 rồi. Giant Turkey Toilet. Không biết có đến được wave 80 không đây. Lần cuối mình chơi solo là mình đến được wave 79 thôi. Không được wave 80. Không biết lần này có được không. Chắc là thế rồi gì. No! Oh my god, có hai con Lix nó vào luôn rồi. Vai trưởng. Oh my god. Wow, vậy là mình không gặp được con cargo toilet rồi. Không ngờ nó khó luôn vậy. What the heck? Không, mình không nghĩ nó sẽ có hai con Lix nó vào cực kỳ nhanh luôn. Mình không nghĩ nó sẽ vào nhanh vậy. What is happening, man? Oh my god. Anyway. Wow, tự dưng có hai con Lix từ đâu nhảy vào ấy. Mình không bao giờ không hiểu kiểu gì. Lúc trước vẫn chơi bình thường thì sao tự con glitch nó kiểu quái thế. Mình lúc trước có gặp con glitch ấy, con glitch nó kiểu nó chạy vòng quanh con Santa cơ, thế nó cứ kẹt ở đấy cơ. Tự dưng lần này chơi nó chạy tập thẳng luôn, nó không thèm vòng quanh con nào cả. Chả hiểu kiểu gì, làm thế nào để cho nó vòng quanh một con nào đó nhỉ. Hình như anyway là tiếc quá, chưa xem được con cargo toilet như nào. Nhưng mà xem review trên mạng nên cũng thấy rồi. Nhưng mà tiếc là mình chưa được trải nghiệm trong game. Nó sẽ bay rồi nó thả cái container xuống này. Và nó sẽ hai con này nó bay và nó sẽ thả, khi mà bị đập tiêu diệt thì nó sẽ rơi cái thùng container và sẽ chịu ồi ra mấy con glitch thì phải. Nhìn mặt ghét thực sự. Nhưng mà bây giờ con này animation nó nhìn hay hơn này. Đấy, animation nó phải mới mẻ hơn. Dạ, yeah, hay đấy. Ai, sao tiếc quá. Ngồi 90 phút cũng không được cái gì cả. Cay quá trời luôn. Anyway, thì nữa thì để một like subscribe mình. Và mình sẽ quay trở lại với những video nữa. Bye.